Khoa dược trang bị là cơ quan đảm bảo cung cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm, trang bị dụng cụ, vật tư y tế theo nhu cầu điều trị của bệnh viện. Quản lý trang bị đảm bảo đầy đủ cơ số sẵn sàng chiến đấu theo danh mục. Báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất bảo quản kho, kiểm tra hạn dùng của thuốc, xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm hàng năm. Trong những năm qua, khoa dược trang bị luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện, sự hướng dẫn về chuyên ngành của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, sự hỗ trợ của các khoa ban cùng sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ nhân viên. Khoa dược được bố trí địa điểm thuận lợi, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, phục vụ cho công tác chuyên môn, hệ thống mạng nội bộ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao. Các chính sách về bảo hiểm y tế, các quy định mới về đấu thầu hàng năm thường xuyên thay đổi. Trang bị được đầu tư mới, hiện đại hơn, nhưng một số do sử dụng lâu, thường xuyên hư hỏng, khả năng bảo trì hạn chế, nên đôi lúc chưa khắc phục kịp thời, nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác chẩn đoán và điều trị. Quân số làm việc biến động do đi học, nghỉ việc, chuyển công tác. Trong 5 năm qua, khoa dược trang bị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên từng mặt công tác, cán bộ nhân viên khoa luôn xác định rõ tư tưởng an tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công. Từng cán bộ, nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội. Trong công việc, luôn có sự kết hợp tốt giữa các ban khoa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, cơ bản khoa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Tổng kết hàng năm, khoa đạt được đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến. 100% đảng viên trong khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, có nhiều chính sách quy định mới như thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân, thay đổi về chế độ bảo hiểm y tế, quy định về cung ứng thuốc, vật tư, y tế, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác đảm bảo, cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm trong bệnh viện. Khoa dược luôn bám sát các hướng dẫn, nắm chắc các quy định, tham mưu kịp thời cho chỉ huy nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đúng quy định hiện hành. Thực hiện tốt công tác đấu thầu hàng năm, làm tốt công tác báo cáo, thanh quyết toán, sử dụng đúng các nguồn kinh phí, cấp phát gần 200.000 lượt to thuốc ngoại trú, pha chế 2.500 lít dung dịch dùng ngoài và cung ứng 5.500 bình oxy đảm bảo an toàn. Số liệu tổng hợp năm sau luôn luôn cao hơn năm trước. Công tác trang bị luôn đảm bảo tốt nhận trên cấp dưới, tiếp nhận và triển khai đưa vào hoạt động các trang bị mới nhận, không để tồn kho, khai thác triệt để các công năng của máy, thực hiện tốt ngày kỹ thuật hàng tuần, báo cáo kịp thời tình hình trang bị hư hỏng, hoàn thành thủ tục mua sắm, theo dõi lắp đặt trang bị, máy quang kỹ thuật số di động, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm, sửa chữa nhu cầu các khoa, hàng năm bảo dưỡng trên 200 lượt, sửa chữa 120 lượt. Thực hiện tốt công tác tổng kiểm kê, qua đó đánh giá được chất lượng của trang bị, tham mưu tốt cho thủ trưởng đơn vị, chủ động lập kế hoạch thay thế,
bổ sung trang bị đảm bảo tốt nhất cho nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Thường xuyên luân lưu thuốc, trao đổi sử dụng không để thuốc quá hạn phải hủy, đảm bảo đầy đủ danh mục, thường xuyên kiểm tra luân lưu thuốc và trang bị trong cơ số sẵn sàng chiến đấu, luôn sẵn sàng khi có lệnh. Khoa luôn chăm lo đến đời sống của nhân viên, đảm bảo cơ bản quyền lợi của nhân viên về vật chất cũng như tinh thần, tạo sự thoải mái đồng thuận trong công việc, luôn tạo điều kiện thời gian cho nhân viên khoa bổ sung kiến thức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Có 2 đồng chí hoàn thành chương trình sau đại học, 8 nhân viên khoa đang theo học đại học, cao đẳng. Trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, khoa dược trang bị luôn được đảng ủy, ban giám đốc theo dõi, chỉ đạo kịp thời trên các mặt công tác. Cán bộ, nhân viên khoa xác định tốt nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới như thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân, thay đổi chế độ bảo hiểm y tế, quy định về cung ứng thuốc, vật tư y tế, luôn hoàn thành các thủ tục mua sắm, theo dõi, lắp đặt, trang bị, vật tư, công tác bảo quản, bảo dưỡng, quản lý tài sản chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng. Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể khoa luôn đoàn kết, sáng tạo, đã vượt qua tất cả và đạt được nhiều thành tích mà không phải khoa nào cũng có được. Năm 2015-2016, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Phát huy truyền thống, sáng ngời y đức, nâng cao y thuật, đoàn kết sáng tạo, chủ động phát triển. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên khoa dược, trang bị, nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống Bệnh viện Quân y 120 anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân.